Nhà mình có cái xe nào mà đầu gấu không hả chị? Đầu gấu nhà chị không có, nhưng mà đầu gấu chỉ có chị thôi. Có mua không? Thì chị đầu gấu thì ai dám mua? Không mua thế thì có làm tí Innova không? Innova? Ừ. Ủa chị đúng đầu gấu khác thì chứ gì đó. Ủa không, đừng hiểu lầm. Chị bảo là có làm tí Innova có nghĩa là xe Innova, chứ không phải là chị gạ gẫm gọi là va chạm gì. Không phải. À, là xe Innova. Ừ, Innova là xe. À, thế là xe này là Innova hay là như nào chị? Xe Innova. Toyota Innova đấy. À, thế là kiểu va chạm đấy hả? Ừ, gọi là va chạm. Chứ đừng nói là chị đầu gấu mà chị gạ va chạm, nó không phải. À. Người ta hiểu nầm chết giờ. Mình đàn bà con gái ai thế? Thế là con này là đời bao nhiêu đây chị? À, mẫu xe này là đời 2008 bản G. 2008 à? Ừ, 2008 bản G, nhưng con này đặc biệt ở cái chỗ là con một chủ sử dụng từ đầu 2008 luôn. Thế rồi, à, một chủ từ đầu rồi. Ồ, mà con này đảm bảo là máy số nguyên bản luôn nhá. Máy số nguyên ấy. Nhưng mà con này giá cao hơn chị? Giá con này chị đang chào bán chỉ có 235 triệu thôi. 235 triệu. Ừ, 235 triệu. Em lên va chạm với những chiếc xe như thế này này, chứ đừng va chạm với ai. Đấy, nó sẽ không tốt, thì chưa? Innova khác nhỉ? Toyota Innova 2008 bản G xịn. Em thấy bảo Innova gọi là cái thể loại gọi là bền. Lồi đồng cối đá. Đúng rồi đấy, lồi đồng cối đá luôn nè. Rất rất bền bỉ theo thời gian luôn. Quá là xuất sắc luôn ấy. Nhìn thấy chưa? Nhưng mà như con này em thấy là cũng bị va va sao ấy. Va ở đâu? Đây em thấy gọi là xước xác, gọi là tém nhem kìa. Ôi, cái này đó là rất bình thường thôi. Đúng rồi, đấy. Kiểu xe gọi là va nhau nhỉ. Con này thì xe vừa về xong, nó xước xác dăm mà rất là đơn giản. Cái này mình bát bóng là hết luôn. À, thế nào là xe vừa về hả chị? Đúng rồi, mẫu xe 7 ghế này phù hợp cho gia đình sử dụng. Biển đẹp không? 6336. Biển đẹp bây giờ cũng không nghĩ nghĩa gì cả. Sao không ý nghĩa gì, cứ để mà chạy thôi, ra tên làm gì? Biển 4 số người ta không bắt buộc phải ra tên hay cái gì cả. Đấy mà 5 số cũng thế thôi, cái này thì do mình, thấy chưa? Đấy, với cái mức giá 235 triệu mua chiếc xe đẹp chị nhỉ? Về sử dụng đi gia đình hoặc chạy dịch vụ rất ok luôn, thấy chưa? 7 ghế, rộng rãi nữa. Rộng rãi, bao vùng điều hòa luôn. Rét run luôn. Run luôn đấy nhỉ? Đấy, vào con này này, đẹp này.